Mùa hè đến rồi thì nhu cầu chơi game này cũng như là làm những việc riêng thì không thể thiếu đúng không? Thì đặc biệt là khi chúng ta mà tải game về và sợ phụ huynh phát hiện thì bây giờ Minh Phong sẽ chỉ cho các bạn 3 bước để giấu đi những cái tựa game này trên màn hình của chúng ta. Và không ai biết hay là chúng ta muốn giấu một cái file hình ảnh mà sợ vợ chúng ta phát hiện đúng không? Thì ngay bây giờ theo cho Minh Phong sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 tip. Mà chúng ta có thể thấy trên màn hình của chúng ta sẽ có hai folder, đó là game và phim XXX. Đầu tiên chúng ta sẽ ấn chuột phải này. Và sau đó là rename. Đấy. Và bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ chọn tổ hợp phím, đó là AN và 10160. Đấy, và chúng ta nó sẽ bị biến mất như thế này. Và bước cuối cùng đó là bước thứ ba là chúng ta sẽ chọn Property và Customize Trend Icon. Và sau đó là chọn kéo sang bên này. Đấy, chúng ta sẽ chọn cái ẩn như thế này. Và OK, sau đó Apply thôi. Thì lúc đó chúng ta sẽ bị mất cái file trên này, nhưng mà chúng ta vẫn thấy nó đây, vẫn kích vào, vẫn mở ra file được. Đó là ba cái bước đơn giản thôi chúng ta có thể giấu một cái file. Và vừa rồi là cái tip mà chỉ với 3 bước thôi, cực kỳ đơn giản như thế này là chúng ta có thể giấu những tựa game mà sợ phụ huynh phát hiện này, giấu những cái file mà chúng ta không muốn cho mọi người biết, hay là giấu những cái thông tin đặc biệt mà sợ vợ chúng ta phát hiện, đúng không mọi người ạ? Và xin chào mọi người đã theo dõi video vừa rồi, và hãy nhớ bật chuông thông báo của người like, subscribe đến từ Hacom nha.